Xin chào các đại lý và khách hàng bên công ty Trầm Hương Nguyễn. Đây là sản phẩm làm từ trầm núi rừng mọc tự nhiên, vòng đeo tay mắt khúc 11 ly dành cho nam, khắc chữ tài lộc, bọc vàng và mít bi vàng 18K. Đây là sản phẩm trầm hương VIP, sản phẩm tích trầm nhiều, mùi hương thơm có vị ngọt sâu. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn chuyên sản xuất trầm zin 100%, không xử lý màu hoặc mùi của hóa chất. Công ty Trầm Hương Nguyễn có nhận thiết kế mẫu sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Đây là sản phẩm trầm hương VIP, vòng đeo tay mắt khúc 11 ly dành cho nam.